Không muốn nghèo, phải găm vào não 20 điều này. Kính thưa quý vị, ai cũng có cơ hội để thành công. Quan trọng là bạn có cho bạn cơ hội và bạn có thật sự cố gắng hay không. Một, trong xã hội hiện thực này, tình cảm không thể xem là cơm ăn. Không bao giờ tồn tại cái gọi là một túp lều tranh, hai trái tim vàng. Hai vợ chồng cùng nghèo thì làm gì cũng chẳng xong. Đừng tin vào những tình tiết trong các bộ phim truyền hình. Đó chỉ là một thế giới mộng mơ dành cho những kẻ mơ mộng. Chỉ những kẻ không lý trí và không thực tế mới đi tin vào những điều đó. 2. Thiết lập cho mình một mục tiêu. 1 năm, 2 năm, 5 năm. Có thể bạn sinh ra không tốt bằng người khác, nhưng thông qua nỗ lực, bạn có thể thay đổi 70% vận mệnh. Bình vỡ rồi sẽ chỉ có thể làm bạn được với sự hèn nhát. 3. Bạn bè mời bạn ăn cơm, đừng cho rằng đó là điều đương nhiên. Nhớ luôn phải có qua có lại, nếu không tiếng tăm và danh vọng của bạn sẽ càng ngày càng giảm sút. 4. Bạn bè với nhau, nhất định phải tìm cho mình một tri kỷ. Đừng cho rằng bạn giỏi xã giao, quan hệ rộng, đâu đâu cũng là huynh đệ. Đến cuối cùng, người đối xử thật lòng với bạn chỉ có một người duy nhất, hãy tin tôi. 5. Đừng tin vào mấy điều bói toán, bói mệnh. Cái đó là để dỗ trẻ con. Vận mệnh của mình nằm trong tay mình. Ngồi không ở nhà, đợi xe, không bằng đi ngủ đi để nằm mơ giữa ban ngày. 6. Người mình không thích thì tiếp xúc ít lại, chứ tuyệt đối không được đi nói xấu sau lưng họ. Họa đều là từ cái mồm mà ra. 7. Ít chơi điện tử lại. Đây không phải là Hàn Quốc. Bạn chơi không ra nhà, không ra xe thì vẫn còn có vốn. Có thể có sở thích nhưng phải có chừng mực. Ít chơi mấy trò nông trường, chăn nuôi hay đấu địa chủ lại. Có thể level của bạn trong các trò chơi đó là rất cao, nhưng nó không cho thấy mức độ thành công của bạn. Ngược lại còn ảnh hưởng và chiếm lấy thời gian đi thành công của bạn. 8. Con người, ai cũng có chút gì đó ỷ trệ trong người. Đó là bản tính, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể sửa được tính ỷ này. Bởi lẽ có rất nhiều người cũng đang thay đổi. Đừng đợi người khác nghĩ ra hay làm một việc gì đó rồi mình mới bắt đầu nghĩ tới. Đừng đợi người khác kiếm được tiền rồi mình mới đi làm. Chẳng ai tin vào thị trường và cơ hội. Mọi người đều chỉ tin vào cái gọi là lạm phát. 9. Biết mình muốn làm gì. Đêm vắng thanh tịnh, tự hỏi bản thân dự định trong tương lai là gì, rồi cứ đi thực hiện theo phương hướng đó, thay vì làm việc theo cảm tính, làm mấy việc vô dụng. 10. Đường đời, cứ đi, ắt sẽ có đường ra. Đừng vì thấy mờ mịt mà không buồn nhấc chân bắt đầu bước đi. 11. Làm phụ nữ, đừng không có chí tiến thủ. Đừng cho rằng sự nghiệp không liên quan gì tới bản thân. Cho rằng bổn phận của mình là nấu cơm, giặt quần áo, trông con. Sai, quá sai. 12. Làm người phải làm được. Vạn sự đặt chữ hiếu, chữ đức lên đầu. Vợ chồng có hòa thuận, hạnh phúc tự nhiên sẽ bền chặt trăm năm. Thế nhưng những điều này không phải cứ dùng miệng nói là có thể làm được, mà cần phải bỏ ra rất nhiều nỗ lực và vất vả. Người thông minh đều đã hiểu ra được đạo lý này từ rất sớm. 13. Thời gian rảnh rỗi, đừng suốt ngày lên mạng lướt lướt, rồi chơi mấy trò chơi vô nghĩa. Thay vào đó, đọc một vài cuốn sách văn học, học một vài phương thức kinh doanh, cách quản lý, xem tình hình thế giới, thưởng thức pháp luật. Nó giúp bạn, dù ở với nhóm bạn nào, cũng đều sẽ có chủ đề để kéo dài câu chuyện. 14. Thà giết nhầm 1.000 lần thông tin đến từ nhiều phía, chứ nhất định không được bỏ qua bất cứ cơ hội thành công nào. Chỉ có như vậy, bạn mới không cần đi mua thuốc hối hận. 15. Muốn làm việc gì trước khi thành công, không cần phải nói với người khác. Sau khi thành công, không cần bạn nói, người khác tự biết. Đây chính là hiệu ứng mà thời đại thông tin mang tới. 16. Đầu tóc,
móng tay, râu, mọi thứ phải thật gọn gàng. Xã hội là một thể tiếp xúc có tính bài trừ. Cho dù bạn cho rằng để tóc dài trông sẽ đẹp hơn, có cảm giác nghệ thuật hơn, thì ít nhất hãy đem lại cho người khác cảm giác gọn gàng, sạch sẽ. 17. Đừng cho rằng bạn là một người đàn ông thì không cần bảo dưỡng, ít nhất thì cũng không được quá tùy tiện trên phương diện ăn uống, ăn nhiều cà chua, hải sản, hành lá, chuối. Đây đều là những thực phẩm rất tốt cho sức khỏe người đàn ông. Nếu bạn chưa thấy được giá trị của chúng, vậy thì để tôi nói cho bạn biết, ít nhất bạn cũng có thể tiết kiệm được tiền khám bệnh, tiền thuốc, rồi lấy tiền đó đi mua một vài món mỹ phẩm cho bạn gái của mình. 18. Người cầu tiến trước giờ không nghĩ mình phải dựa vào ai. Con người, ai cũng ích kỷ cả. Chỉ có bản thân mới là chỗ dựa vững chắc nhất của mình. 19. Đối mặt với thất bại, đừng quá tính toán, ngừng trách móc. Hãy tìm ra nguyên nhân rồi thay đổi những thói quen sống. 20 tuổi, không có tiền, rất bình thường. 30 tuổi, không có tiền, có lẽ vì gia cảnh không tốt, cần nỗ lực nhiều hơn nữa. 40 tuổi, không có tiền, chỉ có thể tìm nguyên nhân từ chính mình. Người nghèo có thể trở thành và hoàn toàn có thể trở thành người giàu. Người nghèo tất nhiên cũng có thể nghèo cả đời. Đây là điều tất nhiên nếu không biết tự xem xét lại lấy mình. 20. Ai cũng có cơ hội để thành công, quan trọng là bạn có cho bạn cơ hội hay không. Để nói, khi bạn nói bạn muốn làm điều gì đó, thì bạn phải cố gắng để đạt được nó. Có những điều tưởng chừng như rất khó, thế nhưng khi bắt tay vào làm, ắt có cách để tiến. Thế khó mà quẳng gánh quay đầu, thì vĩnh viễn bạn không làm nổi việc gì cả. Chỉ có dùng cái đầu để suy đoán và đánh thép liều lĩnh đi tiếp thì mới bứt phá thành công. Nhà triết học chủ nghĩa hành động của Đức đã từng nói: hành động, hành động, đó là mục đích cuối cùng của chúng tôi. Muốn làm giàu, phải nhanh chóng hành động. Sự sợ hãi sẽ cản đường bạn. Nên nhớ rằng, lợi nhuận và rủi ro luôn tỷ lệ thuận với nhau. Vậy nên, muốn kiếm tiền thì nhất định phải nhiều. Đó là định luật kiếm tiền thứ 6. 7. Muốn kiếm nhiều tiền, nhất định phải học cách kiếm. Người thông minh trong thiên hạ rất nhiều, nhưng tại vì sao tuyệt đại đa số người thông minh lại không giàu? Dưới thời đại của tài trí, muốn kiếm tiền, nhất định phải học cách kiếm tiền. Bạn đã từng học cách kiếm tiền hay chưa? Tuyệt đại đa